kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi các chương trình trên sóng đài phát thanh và truyền hình Long An. Bây giờ là bản tin thời sự. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu. Trước thềm năm mới nhâm dần, thay mặt ban biên tập bản tin thời sự, kính chúc quý khán giả luôn bình an và cùng vui đón mùa xuân mới trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin, mời quý vị bắt đầu theo dõi. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành Lê Thanh Đông đã có buổi gặp gỡ chúc Tết lãnh đạo các ngành chuyên môn huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành thông tin những kết quả nổi bật của huyện nhà đạt được trong năm 2021, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí nhấn mạnh, Đạt được những kết quả đó có sự góp sức không nhỏ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các ngành quyền và các xã thị trấn. Nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân quyền đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, của các ngành chuyên môn quyền và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn mong muốn trong năm 2022 các ngành các cấp nỗ lực phấn đấu hơn nữa thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà mà trọng tâm là đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, phát triển dịch vụ du lịch đi đôi với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng huyện Tân Thành ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Lãnh đạo thị xã Kiến Tường cũng đã đến thăm và chúc Tết 6 cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã, gồm Chùa Tường Vân, Hội Thánh Tinh Lành, Giáo xứ Mộc Hóa, tỉnh xã Ngọc Tháp, Thánh Thất Cao Đại thị xã Kiến Tường và Giáo xứ Thành Trị nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nguyễn Thị Lụa đã tặng quà, chúc Tết và ưng cần hỏi thăm sức khỏe của các chức sắc tôn giáo, đồng thời biểu dương các tôn giáo đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, năm 2021, các cơ sở tôn giáo đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và chung tay cùng với địa phương chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, cụm thi đua cơ sở đoàn số 1 trực thuộc thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh gồm các quận nhất, quận 3, quận 5, quận 10, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng giới tỉnh đoàn Long An tổ chức chương trình nghĩa tình biên giới tại quyền Đức Huệ nhân dịp Xuân nhâm dần 2022. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như thăm mẹ Việt Nam anh hùng trao tặng 20 phần quà Tết cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mỹ Thành Tây có hoàn cảnh khó khăn mỗi phần trị giá 500.000 đồng, trao 45 phần quà Tết cho gia đình chính sách các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ba xã Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình, Mỹ Thành Tây, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng và trao suất học bổng 2 triệu đồng cho con em của cán bộ chiến sĩ biên phòng một cô cha do dịch Covid-19. Ngoài ra, chương trình cũng đã trao tặng các vật tư y tế thiết yếu cho đồng biên phòng Mỹ Thành Tây, tổng kinh phí quà tặng trị giá hơn 60 triệu đồng. Thông qua chương trình Nghĩa tình biên giới đã phát huy tinh thần xung kích của thanh niên hướng về biên giới biển đảo Tổ quốc, đồng thời thắt chặt hơn tình đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác giữa tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Long An. Sau thời gian nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xã Tân Ninh, huyện Tân Thành đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vừa được địa phương tổ chức. Trong những năm qua, xã Tân Ninh đã huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới với trên 258 tỷ đồng để nâng cao chất lượng các tiểu mục của từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã, đường liên thôn, liên xóm, đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế xã cũng được đầu tư đạt tiêu chuẩn xanh sạch đẹp, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,85%, thấp hơn mức bình quân của tỉnh. Tại buổi lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiều tập thể cá nhân của xã Tân Ninh đã nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh và huyện vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, đội lân sư rồng tân qua đường xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa do anh Võ Quang Thành thành lập đã trở thành nơi tập hợp những thanh niên lang thang cơ nhở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giàu sinh hoạt tập luyện. Qua hơn 10 năm duy trì, mái nhà chung này giúp cho rất nhiều thanh niên địa phương dương lên trong cuộc sống. Từ là đứa trẻ thường xuyên gia vào những tệ nạn xã hội, thế nhưng khi được anh võ Quang thanh cảm quá, em Lê Văn hòa chịu từ bỏ những thói hư để gia nhập vào đội lân sư rồng tân qua đường. vốn chỉ muốn tham gia đội lân để tránh đi những tệ nạn, nhưng dần dần bộ môn nghệ thuật này đã ăn sâu vào tâm trí của Hòa. Và thành quả của nhiều năm khổ luyện, nay Hòa đã là một trong vài em được tham gia mối chính của đội. Đầu thì em cũng không thích, nhưng mà từ khi mình vô rồi mình tập luyện này kia như nó ăn vào máu mình đam mê lúc đó là thấy thích thú rồi em tập lân này kia rồi, có cũng nhiều được nhiều sức khỏe rồi cũng có tiền bạc này kia rồi lúc từ lúc đó là em không có dính vào tai nạn xã hội nữa cũng như hòa em lưu trong phi cũng từng theo bạn bè rủ rê làm chuyện sai trái thế nhưng từ khi được anh em mời vào đội phi như một con người mới bởi giờ đây phi biết luyện tập bộ môn này để rèn luyện sức khỏe và hơn hết là có thêm thu nhập từ những đồng tiền chân chính trên đam mê của mình giờ dạ, anh em ở đây nói chỉ bảo này kia là em bỏ luôn tới giờ giờ hiện tại em đi làm hợ sơn rồi chiều em ra tập lân tham gia đội lân với anh em có sức khỏe nhiều ý nghĩa mang lại niềm vui cho mọi người Bắt đầu từ năm 2008, anh Thành chỉ cùng vài người bạn tập chơi để biểu diễn cho bà con mỗi dịp Tết đến. Thế nhưng qua thời gian trải nghiệm và cháy hết mình với bộ môn nghệ thuật này, anh Thành đã tập hợp được hàng chục bạn thanh niên tham gia vào đội để tập luyện chuyên nghiệp đi biểu diễn và thi đấu tại nhiều nơi. Nhờ sự nỗ lực và kiên trì của tập thể, nên đội lân sư rồng Tân Qua Đường đã gặt hái được nhiều giải thưởng tại các hội thi lớn nhỏ từ nhiều cấp. Nhưng qua quá trình đào tạo tập luyện đây thì mình cũng giải thích cho các em nghe những tệ nạn đó sai để hướng dẫn cho các em đi theo con đường đam mê nghệ thuật lân sư rồng để xa lánh những cái tệ nạn xã hội đó và kiếm thêm thu nhập cho bản thân. Mỗi buổi chiều tập luyện từ 18 giờ đến 20 giờ mỗi buổi chiều đến lúc mà những chuẩn bị cho những giải đấu các show diễn quan trọng thì anh em sẽ tập cái cường độ cao hơn ngoài những hội thi thì vào những dịp lễ tết như thế này cũng là thời điểm mà các anh em trong đội lân sư trồng tân quà đường dốc hết sức mình để luyện tập phục vụ mọi người bởi đây không chỉ là công việc giúp các bạn có thêm thu nhập mà hơn hết nó là sự đam mê hiệp hội du lịch việt nam đã gửi công văn tới thủ tướng chính phủ kiến nghị một số giải pháp khôi phục du lịch quốc tế hiệp hội này cho rằng trong khi các nước xung quanh việt nam đều đưa các quy định đơn giản thông thoáng hơn để thu hút khách thì việt nam với quy định hiện nay sẽ càng khó khăn hơn trong việc thu hút khách du lịch để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang gấp rút chuẩn bị nhanh chóng cho giai đoạn khôi phục đưa du lịch trở lại vị thế của một ngành kinh tế hàng đầu thế giới Du lịch Việt Nam cần phải đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa các chính sách thông thoáng, cởi mở, thể hiện sự an toàn và mạnh mẽ của chế độ xã hội ưu việt của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khai thác lợi thế của tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hóa, đồng thời tăng cường chất lượng dịch vụ và ứng xử văn minh với khách du lịch, thể hiện bản sắc văn hóa nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Theo dòng kênh tàu hũ bến nghé những ngày cận Tết, thuyền ghe lớn nhỏ nối đuôi nhau chở đầy hoa kiển từ các tỉnh miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh. Hối hả tham gia lễ hội chợ hoa trên bến dưới thuyền, đây cũng là chợ hoa từ xa xưa còn duy trì mỗi dịp Tết ở thành phố Hồ Chí Minh. Khác với những chợ hoa xuân được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ ngày đầu khai mạc, chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền ở bến Bình Đông đã nườm nượp khách và thương hồ đến buôn bán. Nhiều người dân đã đến đây để chọn mua những chậu hoa ưng ý nhất đem về trưng trong những ngày Tết đồng thời tận hưởng cảnh sắc du xuân mang đậm đặc trưng đất phương Nam trên bến dưới thuyền. Năm nay chị thấy hình như là nó đẹp hơn nhiều nữa. Thấy người ta đi cũng đông lắm. Và thấy người ta cũng mua nha. Chắc giá thì không có lên mà rõ ràng như bữa nay chị hỏi nè thì thấy em này nói cái giá này thì cũng như giá ngày thường. Tết nè vậy là giá về ra phù hợp, phù hợp thành ra dễ dễ chơi, dễ ăn Tết. Hoa kiển từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long được các nhà vườn đưa lên chợ rất đa dạng, phong phú như mai, quất, hoa giấy, vạn thọ, lan, dừa kiển, tạo hình linh vật, mai chứa thủy. Gác nổi lò buôn bán ế ẩm do dịch Covid-19, các tiểu thương hòa vào không khí nhộn nhịp, tất tả sắp xếp hoa trái, cây kiển sao cho đẹp mắt. Ở với quê em cảm ơn đem lên đây, thì bán cho cho dân thành thị, à, Sài Gòn mình cũng giá cũng rất là mềm cho bà con dân làng ở đây. À, xài Sài Gòn à, mua cũng à, cũng rất hài lòng Mình bán cái cái loại của hoa mà nó cũng rất là rẻ, hợp túi tiền với bà con. Cho nên là bán cũng vừa túi tiền thôi chứ mình không có bán ngồi quá mắc. Mình làm cũng tại nhà luôn, mình tự tự tay mình làm luôn cho nên mình bán cái giá nó cũng là rất là hợp lý. Năm nay, với khoảng 600 nhà vườn từ các tỉnh miền Tây tham gia kinh doanh và trưng bày sản phẩm tại chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền, cho thấy sức hút của chợ Hoa xưa nhất còn tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh góp phần gìn giữ phát huy nét văn hóa truyền thống Tết cổ củ truyền của người dân phương Nam. Đồng thời, nâng cao chất lượng và tạo thương hiệu cho chợ hoa có bản sắc riêng, độc đáo, đáp ứng nhu cầu mua sắm, thưởng ngoạn của người dân và du khách. Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi thương mại hai chiều giữa Liên minh châu Âu và Anh trong đó các ngành như ô tô, dệt may và hàng không chịu tác động mạnh nhất. Theo Bộ Kinh tế Pháp, xuất khẩu của Liên minh châu Âu sang Anh giảm 15% trong 10 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong khi đó, hàng hóa của Anh nhập khẩu Liên minh châu Âu cũng giảm 30% so với cùng kỳ năm 2019. Đại dịch Covid-19 cũng tác động đáng kể tới lưu thông hàng hóa song phương. Thỏa thuận thương mại mới giữa Anh và Liên minh châu Âu có hiệu lực vào đầu năm 2021 đã tái thiết lập các quy định kiểm tra hải quan tại biên giới, gây thêm những gánh nặng về hành chính cho các công ty vận tải. Thỏa thuận cũng dẫn đến tình trạng gián đoạn, khiến các công ty vốn phụ thuộc vào các hoạt động vận chuyển thường xuyên và nhanh chóng gặp thêm nhiều rắc rối. Một số hãng bán lẻ của Anh đã đóng cửa nhiều cửa hàng tại Paris sau thời gian chật vật để duy trì nguồn cung hàng hóa. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, chiến lược kinh tế đối ngoại của nước này trong năm 2022 sẽ tập trung vào việc giảm thiểu biến động và giải quyết tính phức tạp của môi trường kinh tế quốc tế. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các dự báo cho thấy sự biến động của kinh tế thế giới có thể tác động tiêu cực tới Hàn Quốc. Phát biểu tại các hội nghị về kinh tế đối ngoại của chính phủ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki nhấn mạnh để thích ứng với môi trường kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, chính phủ đã xây dựng chiến lược thúc đẩy chính sách kinh tế đối ngoại năm 2022 với 10 mục tiêu ưu tiên, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy các hiệp định tự do quy mô lớn. Theo đó, Hàn Quốc sẽ nộp đơn xin gia nhập hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào tháng 4 tới. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ chủ động chuẩn bị cho một trật tự kinh tế quốc tế mới, cũng như nỗ lực góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao vị thế quốc tế của nước này. Mô hình nông trang thẳng đứng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Mới đây, tập đoàn khổng lồ bán lẻ Walmart thông báo sẽ tài trợ 400 triệu đô la Mỹ vào hệ thống nông trang của Plenty, nơi sẽ cung cấp rau xanh cho các cửa hàng Walmart ở bang California, Mỹ. Những trang trại thẳng đứng của Plenty được vận hành bởi trí tuệ nhân tạo để kiểm soát điều kiện ánh sáng, nhiệt độ và lượng nước tưới. Với diện tích chưa tới 1 hecta, các trang trại này cho sản lượng bằng một trang trại truyền thống rộng hơn 600 hecta mà không bị phụ thuộc vào thời tiết, cũng như không cần đến các loại thuốc gì cỏ. Đây được xem là nền công nghiệp tương lai và bình dưỡng đối với môi trường. Plenty cho biết, với khoản đầu tư mới từ Walmart, hãng có thể tăng năng suất lên gấp 7 lần trong vòng 2 năm. Còn theo Walmart, năng suất cao là lý do khiến Plenty được chọn trong hàng chục hệ thống trang trại trong nhà khác. 400 triệu đô la Mỹ là một trong những thương vụ đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực nông trang trong nhà, cũng như khẳng định ưu thế và tương lai của loại hình nông nghiệp này. Trước đó, một hệ thống nông trang trong nhà khác là Bowery Farming có trụ sở tại New York cũng đã huy động được 300 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư. Vào thời điểm này, đến giữa tháng 2 năm 2022, nếu đến Bảo tàng Con người, Musée l'Homme ở trung tâm thủ đô Paris, bạn sẽ có dịp được chứng kiến một sự kiện rất đặc biệt. Đó là cuộc triển lãm mang tên Chân dung nước Pháp, một trang sử khác của nước Pháp. Lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp, triển lãm nhằm giới thiệu 58 gương mặt điển hình trong số những người Pháp gốc hải ngoại và người nước ngoài đã đến sống, làm việc và cống hiến cho nước Pháp từ 230 năm trở lại đây. Dưới nét bút của danh họa Jacques Flore, các nhân vật được tái hiện rõ nét và sống động. Cùng với đó là tranh, ảnh chân dung, tài liệu và hiện vật có liên quan đến thân thế và sự nghiệp của các nhân vật. Triển lãm đưa người xem trở lại với ký ức của những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp người xem khám phá một trang lịch sử khác của nước Pháp với sự đóng góp của những người Pháp gốc hải ngoại hoặc người nước ngoài trải dài suốt hơn 230 năm qua. Bên cạnh những nhân vật được thế giới biết đến như nhà vật lý Marie Curie, danh họa Pablo Picasso, nghệ sĩ Josephine Baker, ca sĩ Dalida, nhà tạo mốt Nina Ricci, còn có những gương mặt ít được biết đến hơn hoặc đã đi vào quên lãng. Đặc biệt, có một người gốc châu Á duy nhất, đó là phi công Đỗ Hữu Vị, đến từ Việt Nam. Giám đốc bảo tàng con người cho biết thêm, trong các tiêu chí, bảo tàng muốn có đại diện từ khắp nơi trên thế giới và những người nhập cư vào Pháp, những người đã liên hệ mật thiết với nước Pháp. Các nhân vật giúp kể lại những trang sử qua từng giai đoạn khác nhau trong khuôn khổ cuộc triển lãm một cuộc hội thảo cũng được tổ chức để bàn về việc sử dụng tên của các nhân vật trong chân dung nước pháp để đặt tên các đường phố như một cách giới thiệu lịch sử và tôn vinh những người nước ngoài có công với nước pháp